Nước mắt đã cạn, coi như 4 năm thanh xuân của em bây giờ đổ sông đổ bể. Đúng là tình cảm trao cho sai người thì nhận về chỉ là nỗi đau thôi mọi người ạ. À. Chẳng bao giờ em dám nghĩ người đầu ấp tay gối với mình lại là một kẻ tệ bạc đến vậy. Em là hạnh, em quen anh 4 năm trước, khi em còn là cô sinh viên năm cuối, khi ấy anh đã là trưởng phòng kinh doanh tại công ty em thực tập. Anh đẹp trai, cao ráo, lại có chí tiến thủ. Mặc dù chỉ xuất thân là con nhà nông tỉnh lẻ, nhưng bằng sự nỗ lực hơn khối mấy anh công tử trên Hà Nội này, anh leo lên vị trí trưởng phòng chỉ trong vòng 6 tháng và khi mới ở tuổi 25, suốt 4 năm quen nhau, anh chưa bao giờ để em phải thiệt thòi hơn những người con gái khác. Lễ nào cũng có hoa, có quà đầy đủ, anh công khai em trên mạng xã hội, tự hào nắm tay em đi chơi khắp nơi, màn hình điện thoại cũng là ảnh của em, mật khẩu máy tính cũng là ngày sinh của em ấy vậy mà em như chết lặng khi biết tất cả đều là giả dối em có bầu bây giờ là tháng thứ tư mà tâm lý bà bầu mọi người biết là nhạy cảm như nào mà em nhận ra anh có những biểu hiện lạ đi công tác với tiếp khách triền miên còn hay ra khỏi nhà lúc nửa đêm nữa em biết là giờ anh lên phó giám đốc kinh doanh rồi công việc bận rộn nhưng cũng đâu đến mức thường xuyên phát sinh chuyện vào nửa đêm như vậy em đã xin nghi hôm ấy anh đi tắm em lục bàn làm việc của anh và trong ngăn kéo là một chiếc điện thoại khác Để ảnh một cô gái lạ Sự bực bội trong em lên đến đỉnh điểm Nhưng em vẫn không muốn tin vào sự thật Em không muốn mất một cuộc sống ba người hạnh phúc này Vậy nên tối hôm đó khi anh nghe điện thoại Rồi bảo có việc gấp Em đã bám theo Em phát sốc khi kẻ thứ ba kia Ở trong một ngôi biệt thự liền kề sang trọng Chả lẽ anh giàu đến như vậy sao Thấy anh đưa cho cô gái đó một túi đồ rồi rời đi Cô gái ấy thì vẫy vẫy tay chào anh Cười tươi lắm Không biết cô ta sẽ nghĩ thế nào Khi biết mình là kẻ thứ ba Em lao xuống xe đến chất vấn cô ả à, Hỏi tại sao lại phá hoại hạnh phúc gia đình em Có biết là em và anh Huy đã có con rồi không Cô ấy sững ra vài giây rồi bảo Cô ấy là vợ của anh Huy Em bật cười Em dơ những bức ảnh của em và anh ra Bảo rằng đã quen 4 năm Sắp đăng ký kết hôn rồi Là vợ sắp cưới Cô ấy xem mảnh xong chạy vào nhà Đem ra tờ giấy chứng nhận kết hôn Đỏ chói Cô xem đi Tôi và anh ấy kết hôn năm ngoái rồi Cô nhìn cho rõ đi Chưa biết ai mới là kẻ chen chân vào hạnh phúc người khác Nước mắt em lã chả rơi Bây giờ trong đầu em chỉ toàn câu hỏi tại sao Tại sao anh có thể lừa dối em trắng trợn như vậy Tại sao anh ta lại có một người vợ rồi Em một tay cầm tờ giấy Một tay sờ bụng Liên tục lắc đầu không dám tin nghe tiếng ngầm mỹ ở ngoài mấy người trong nhà cô gái kia chạy ra ông bố biết chuyện liền gọi anh huy về một lúc sau cả mấy người này đã ngồi đông đủ trong phòng khách anh huy bước vào và quỳ xuống xin lỗi bố vợ của anh ta đầu tiên đến giờ phút này em mới biết sự nghiệp công danh anh ta có được là nhờ sự hậu thuẫn của ông bố vợ này lâu nay anh ta di chuyển giữa căn chung cư thuê cho em và căn nhà của gia đình vợ thật tài tình nhưng cũng thật khốn nạn Hình tượng người đàn ông lý tưởng của anh ta trong em giờ đây vỡ vụng, không còn một tí gì. Anh ta hứa em đẻ con xong sẽ làm đám cưới và đăng ký kết hôn vì muốn thấy em xinh đẹp nhất. Em ngu dại đồng ý, anh ta dẫn em về ra mắt, nhưng đấy chỉ là bố mẹ anh ta thuê. Bạn bè đồng nghiệp dẫn em đi gặp mặt, tất cả đều biết anh ta có vợ nhưng im lặng. Rồi trước mặt mọi người, anh ta hứa sẽ giải quyết ổn thỏa với em, quỳ xuống xin vợ anh ta cho cơ hội làm lại. Hóa ra chàng trai đỉnh đạt trước mặt em Lại có thể khúm núm đến mức này Anh ta chở em về Em khóc không ngừng Không còn lời yêu thương Ánh mắt triều mến Anh ta cho em một cái bạc tay điếng người Con ngu này Mày sướng quá hóa rồ hả Mày có biết chờ vài tháng nữa Lão già kia về hưu Tao nắm quyền tất Lúc đấy tao cho mày lên làm hoàng hậu cũng được Giờ thì hay rồi Tự mà nuôi lấy con đi Thằng này lo cho thân nó đã Rồi em bị cho xuống xe giữa đường đi bộ trời thì mưa em cứ khóc đến tận khi về nhà em không biết phải làm thế nào làm sao để nuôi con đây từ khi có bầu em đã nghĩ làm tất cả do anh ta chu cấp cũng đã về ra mắt bố mẹ em rồi em bế tắc quá mọi người ạ à. em không muốn sống nữa cho mọi người tôi là linh tôi vốn là mỗi người hướng nội bình thường rất hay ngại chia sẻ chuyện riêng của mình công khai với mọi người nhưng mà hiện tại tôi cảm thấy bối rối trước sự lựa chọn của bản thân quá nên hôm nay mới mạnh dạn lên chia sẻ với mọi người, mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên. Năm 17 tuổi tôi tốt nghiệp cấp 3, sau khi xét hoàn cảnh gia đình và học lực của mình, tôi quyết định không thi đại học mà đi học nghề. Nhờ một người quen giúp đỡ, tôi lên thành phố xin học việc trong tiệm cắt tóc lớn. Từ nhỏ tôi đã thích làm đẹp và mong sau này mình sẽ trở thành nhà tạo mẫu tóc. Từ thợ học nghề, nhờ chịu khó và có chút khéo léo, tôi nhanh chóng trở thành thợ chính sau ba năm đi làm thuê tôi để dành được một khoản tiền và quyết định tự ra riêng mở tiệm cắt tóc mang tên mình có lẽ nhờ có duyên tiệm của tôi rất đông khách Hầu hết khách đến lần đầu, sau đó sẽ quay trở lại. Nhiều người nói tôi nên thuê thêm người làm cùng, nhưng mà tôi thấy đa số khách hàng đều muốn tự tay tôi làm tóc cho họ, nên tôi không thuê thêm nhân viên. Một mình tôi làm, công việc vô cùng bận rộn, bù lại số tiền thu được không phải là chi năm sẽ bảy. Có tiền vốn trong tay, dần dần tôi mở thêm nhiều chi nhánh nữa, lại đầu tư chút tiền vào bất động sản. Chắc số tôi may, nên những mảnh đất tôi mua đều tăng giá như dịu gặp gió có khu còn lên tới gần chục tỷ, làm tôi trở thành một phú bà ẩn. Bây giờ ở tuổi 24, tôi tự tin có thể hỗ trợ kinh tế cho bố mẹ, lo tiền học cho em trai, làm nghề, tôi có dịp tiếp xúc với không ít thành phần trong xã hội. Nhiều người, đặc biệt là đàn ông. Có vẻ như có cái nhìn thiếu thiện cảm lệch lạc về nghề cũng như những người làm nghề như tôi, một số lần tôi nhận được tin nhắn gạ gẫm từ số lạ họ hứa hẹn chỉ cần tôi đi với họ một đêm họ sẽ cho tôi số tiền không nhỏ lúc đầu tôi cảm thấy sợ lo lắng và khó chịu với những tin nhắn khiếm nhã kiểu này nên nhắn tin chửi bới họ dần rồi cũng quen tôi chỉ đọc không trả lời mấy tháng trước cửa hàng tôi có một vị khách mới nhìn qua cách ăn mặc nói năng phong thái cũng có thể đoán là người có tiền có học từ đó cứ một tháng, anh ấy đến tiệm tôi cắt tóc hai lần và nhanh chóng trở thành khách hàng thân thiết của tôi. Anh ấy là người làm kinh doanh, hơn tôi 6 tuổi, tính cách điềm đạm. Trò chuyện nhiều, tôi nhận thấy anh có vẻ quan tâm mình, nhưng tôi chưa từng nghĩ anh sẽ yêu tôi vậy nên khi anh thổ lộ tình cảm tôi bị bất ngờ tôi tưởng anh đùa nhưng anh khẳng định có tình cảm với tôi và rất nghiêm túc muốn hai người cho nhau cơ hội tìm hiểu qua thời gian tôi thấy anh đúng là rất chân thành nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm này nên không ngần ngại đón nhận nói về chuyện yêu đương tôi thật sự không có chút kinh nghiệm nào rời ghế nhà trường tôi đi học nghề từ đó chỉ lo làm việc kiếm tiền chưa có thời gian và tâm tư nghĩ đến chuyện tình cảm được người đàn ông thành đạt trưởng thành ngõ lời yêu tôi như đi vào cõi mê cung tình ái tôi yêu anh bằng tất cả sự say mê nồng nhiệt của mối tình đầu tôi không hề để ý rằng ngoài tình yêu tôi và anh có nhiều thứ không phù hợp như xuất thân học vấn địa vị xã hội tuần trước anh ấy đến chở tôi đi ăn tối sau đó uống cà phê anh nói anh đã 30 tuổi muốn lập gia đình. Anh yêu tôi thật lòng và nghiêm túc, muốn tiến tới. Chỉ coi điều anh yêu con người tôi nhưng lại không thích công việc tôi đang làm. Anh muốn tôi nghỉ làm, đăng ký vào một trường học nghề, nâng cao kỹ năng dùng máy tính. Sau đó anh sẽ xin cho tôi làm công việc văn phòng. Gia đình anh ai cũng coi giáo dục là nền tảng và bố mẹ anh rất coi trọng lý lịch của con dâu tương lai. Anh chưa nói với gia đình về mối quan hệ của chúng tôi vì biết chắc chắn gia đình sẽ phản đối. Anh bảo tôi anh không muốn đổi người yêu Vậy em có thể đổi việc được không Anh cảm thấy khó chịu khi thấy em gội đầu cho những người đàn ông khác Nói xong anh lại nhìn tôi bảo Nghề nghiệp em làm khá nhạy cảm Sau này anh không thể giới thiệu với đối tác Bạn bè rằng vợ anh làm nghề cắt tóc được Những lời ấy khiến tôi tự gái Tôi đáp lại anh với thái độ gây gắt Rằng đó là công việc lương thiện Để có tiền tôi phải bỏ thời gian Mồ hôi công sức Tôi lẩm bẩm trong lòng Chắc vì tiền lương anh kiếm một tháng Đã bằng em Mà bày đặt chơi này chơi nọ Tôi chẳng làm gì sai để phải xấu hổ cả. Nếu anh cảm thấy tôi không xứng đáng với anh thì nên dừng lại. Anh cho rằng tôi không hiểu ý của anh, nói thêm chỉ càng tranh cãi, nhưng anh hy vọng tôi có thể nghĩ kỹ về đề nghị anh đưa ra. Sau khi trở về nhà, tôi nghĩ rất nhiều. Nghề nghiệp của tôi là làm đẹp cho xã hội, đáng được trân trọng, chưa nói đến việc tôi có thể sống tốt với công việc mình chọn với mức thu nhập khá cao. Nếu anh yêu tôi, hiểu và tin tôi, thì sao phải thấy xấu hổ vì công việc tôi đang làm? gia đình anh còn phản đối vô cùng gây gắt mối quan hệ của chúng tôi. Đặc biệt là mẹ anh. Mẹ anh là người thành phố, học vấn lại cao, nên kiểu con gái làm việc chân tay lại không có bằng cấp như tôi, là loại người mà bà ghét nhất. Trong thời gian tôi và bạn trai chiến tranh lạnh, thì có không ít lần mẹ anh đã gọi điện cho tôi, nói khéo tôi nên buông tha con trai bắt ấy để tìm một người xứng với mình hơn. Tôi nghe vừa tức, lại vừa xấu hổ. Vì nhắn tin gọi điện đe dọa không ăn thua, nên mẹ anh quyết định dùng biện pháp mạnh Ba quyết định đến thẳng nhà tôi để cảnh cáo, nhưng thái độ của mẹ anh lại quay ngoắt 360 độ khi thấy cơ ngơi đồ sộ mà tôi gây dựng được bằng số tiền chân tay bẩn thỉu Nhìn căn villa bạc tỷ với con mẹt đổ ở gara, mẹ của anh sốc không nói nên lời, dù nghe lời nhục mạ của mẹ anh nhiều lần nhưng tôi không dùng thái độ hên hoang hay là khinh khỉnh mà tiếp bà thay vào đó tôi chỉ lễ phép nói nhà cửa xe cổ ở đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của cháu làm ra bác ạ à, chứ không phải là đồng tiền dơ bẩn việc làm của cháu tuy không vẻ vang gì nhưng mà nó cũng không đáng xấu hổ để bị lên án cháu rất mong bác và anh thành có thể thấu hiểu cho cháu tưởng chiến tranh lạnh với anh sẽ kéo dài đến chục hôm nữa nhưng ngay ngày hôm sau anh lập tức gọi điện lại cho tôi xin lỗi anh giải thích với tôi khi mẹ anh về nhà Thì không bắt anh bỏ tôi Mà thay vào đó bắt lại khuyên anh Nên tiếp tục tiến tới với tôi Vì những đứa con gái anh quen trước kia Tuy là công việc nghe có vẻ đau to mối lớn Nhưng mà suốt ngày xin tiền anh Có hỗ trợ anh được cái gì đâu Còn tôi tuy thiếu bằng cấp Lại làm việc chân tay Nhưng lại lễ phép lịch sự Còn kiếm được khối tiền Bà bảo lấy tôi về sớm khéo nhà ta Lại tậu thêm được con villa Nghe anh giải thích xong mà lòng chạnh lòng vô cùng Tôi tưởng là anh muốn quay lại với tôi vì anh thương tôi, thấu hiểu cho công việc của tôi. Nhưng mà có lẽ anh muốn tiếp tục chỉ vì tiền của tôi thôi. Nên bây giờ tôi nên làm gì đây? Tôi có nên dừng lại ngay trước khi quá muộn hay tiếp tục tiến tới với anh đây? Xuất thân là gái nhà quê, lại còn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sớm bươn chải với đời, nên em luôn ao ước bản thân mình sẽ tìm được một tấm chồng giàu sang và tử tế may mắn trời thương nên em gặp được anh tùng anh ấy là con của giám đốc công ty bất động sản nên nhà cũng khá có điều kiện khi được anh ấy cưới về làm vợ cư ngỡ cuộc sống của em sẽ nở hoa nhưng rồi em chợt vỡ mộng sau khi sinh ra đứa con đầu tiên sau khi cưới được một năm thì em sinh được một cô con gái khấu khỉnh nhưng nhà anh tùng lại trọng nam khinh nữ chối bỏ em và đứa con mới lọt lòng kể từ đó anh ấy lộ hết mọi bản chất xấu xa của mình không chỉ là hành hạ mẹ con em mà còn những dương mang người phụ nữ khác về nhà ở chung mặc kệ em còn đang là vợ của anh ấy. Đó mới là một cú sốc quá lớn đối với cô bé mới 18 tuổi như em vào thời điểm đó. Không thể chịu nổi cảnh bản thân và con mình bị sỉ nhục và chà đạp như vậy, em quyết định ra đi mà không cần một đồng tài sản nào. Một thân một mình đã vậy còn phải nuôi con. Nhiều lúc em mệt mỏi nhưng rồi lại nghĩ đến con gái thì em lại có thêm động lực để cố gắng. Sau khi ly hôn, em làm hết đủ mọi công việc để kiếm tiền, từ bưng quán cà phê đến làm công nhân, sau bao nhiêu vất vả, dành dụm biết bao nhiêu đồng tiền. Cuối cùng, em cũng tự mở được một quán ăn nhỏ ở Bình Thạnh, và bây giờ là nhiều quán ăn khác. Nhờ vậy mà con gái em cũng có tiền ăn học, bây giờ nó cũng đang là sinh viên năm nhất đại học rồi. Vì học xa nên phải ở trọ tận gò vấp, nó cũng đẹp người đẹp nết, lễ phép, ngoan ngoãn. Em cũng mong nó sớm tìm được một người đàn ông tử tế hơn cha của nó. Khi mọi thứ đã ổn định thì em cũng định tiến thêm bước nữa. Nhưng rồi lại thôi, một mình từ đó đến giờ vẫn ổn mà. Và lại bây giờ em cũng đã gần 40 rồi, chắc chả ai thèm đâu. Nhưng rồi định mệnh lại khiến em đến với một người đàn ông khác. Anh ấy là Dũng, anh ấy cũng gần 40 rồi, cũng thuộc dạng có của để dành. Anh ấy là khách quen của quán em từ lúc em mở những cửa hàng đầu tiên đến tận bây giờ. Ngót nghét cũng hơn gần 10 năm, anh ấy ủng hộ quán của em, ngày nào em cũng gặp anh Dũng, nhiều lần anh cũng thả thính em nhưng em không đồng ý, mãi đến một năm trước em mới đồng ý quen ảnh, quen nhau nhưng em không công khai con gái của mình vì em chưa dám kể hết sự thật cuộc đời mình cho anh ấy biết, sợ anh ấy chối bỏ em, em cũng không nói cho con gái em biết vì sợ nó không kịp chấp nhận rồi lại giận và từ mặt em, ngỡ là bản thân mình đã gặp được người đàn ông đích thực của đời mình thì tự nhiên gần đây anh dũng bắt đầu có những biểu hiện lạ lúc trước ngày nào anh ấy cũng ghé quán em để mua cơm nhưng mấy tháng gần đây anh ấy ít gặp em hẳn có khi cả tuần mới ghé em gọi điện thoại hỏi thăm thì toàn cướp máy hoặc không liên lạc được hỏi ra thì anh ấy bảo bận việc không có thời gian nghe điện thoại em cũng đành tin như vậy chứ cũng không biết làm gì hơn nhưng cho đến một hôm em nghi ngờ anh ấy ngoại tình buổi tối hôm đấy em định gọi rủ anh ấy đi xem ca nhạc nhưng khi bắt máy lên nghe thì anh ấy bảo là đang bận rồi nhưng mà điều đáng nói là em nghe có tiếng phụ nữ bên cạnh nói gì đó có vẻ mùi mẫn lắm em nghe loáng thoáng là anh ơi nhanh lên đi em chờ lâu lắm rồi tắm rửa sạch sẽ rồi nè nghe giọng thì có vẻ quen lắm nghĩ đi nghĩ lại không biết mình đã nghe ở đâu rồi hình như đó là giọng của con gái em trong đầu em xuất hiện rất nhiều câu hỏi hoài nghi nhưng em cũng không chắc chắn điều mình nghĩ là đúng hay sai thế là em lên kế hoạch để thử xem anh dũng và con gái em có phải là đang quen nhau thật không em hẹn cả hai người đến một quán cà phê gần quán của em đúng ngay vị trí cái bàn kế bên hòn nam bộ em đến sớm để trình xem phản ứng của hai người đó khi gặp nhau như thế nào nếu cả hai thân mật với nhau thì chắc chắn điều em nghĩ là thật và đúng như dự đoán của em khi mới vừa gặp mặt là hai người nhào tới ôm chầm lấy nhau thậm chí là hôn nhau ở chốn đông người em vẫn cố kiềm chế để tiếp tục trình xem hai người định làm gì thì bỗng mặt cả hai đều biến sắc có lẽ là họ đã biết chuyện em biết mối quan hệ của họ như thế nào không chần chừ em xuất hiện ngay lập tức và tán con gái em vài cái và quay sang tán luôn anh dũng lúc đó em quá tức giận đạp đổ tất cả hết bàn ghế trong quán một sức mạnh nào đó đã khiến em mạnh mẽ đến vậy con gái em từ ngơ ngác chịu trận Rồi chuyển sang khóc nước nở Vì không nghĩ mình là trà xanh Cướp bồ của mẹ Còn anh Dũng thì chỉ biết quỳ xuống xin lỗi em Còn em á Còn chửi con em rất thậm tệ Tao dạy mày như thế nào hả Như Chú Dũng đáng tuổi cha tuổi chú của mày Đã dạy lại là người yêu của mẹ Sao mày làm như vậy Đồ mất dạy Con gái nhìn em méo máu nói Nhưng nhưng mẹ đâu có nói con biết người này là người yêu của mẹ đâu Là tuổi yêu nhau thì có gì sai hả mẹ Nghe con nói thế em cũng lặng người rồi trở về nhà Sau khi bình tĩnh trở lại thì em thấy Chính mình mới là người có lỗi trong sự việc này Chính em đã không công khai con gái của mình cho anh Dũng biết Và cũng chính em không dám giới thiệu anh Dũng cho con gái em biết Nếu lúc trước em mạnh dạn hơn Thì bây giờ có lẽ không xảy ra cớ sự đau lòng như thế này Bây giờ lòng em bộn bề đủ điều Anh Dũng không còn liên lạc với em Còn con gái thì giận em vì em không nói cho nó biết Mọi chuyện để rồi nó bị em làm cho xấu hổ ở chốn đông người như vậy. Bây giờ em tất cả chị lẫn chài mất hết. Phải làm sao đây? Làm sao để em có thể làm lành với con gái của mình? Trước khi đi vào câu chuyện chính để tao nhắn nhủ tới mấy thanh niên toàn quốc cái nhà tụi bay. Đó là trước khi mấy anh có ý định chạy theo tình yêu chân chính của đời mình thì nên học cách chia tay cho đàng hoàng phải phép. Học cách chịu trách nhiệm trước mỗi lỗi lầm của mình đi. Rồi hắn yêu ai đó thì yêu. Thì đây là câu chuyện ngu ngốc của cuộc đời tao Nhưng mà tao tin là xã hội giờ có nhiều đứa cũng khờ dại như tao lắm Nên là tụi bay nghe xong rồi phán tao nghe chứ nha Hồi cấp 3 tao có yêu đơn phương với một anh Tao với Phong bằng tuổi nhau học cùng trường Mà nó thì Học giỏi, đẹp trai, đúng gu người tình quốc dân của mấy chị em bánh bèo. Tao thì nhỏ lớn mới biết yêu lần đầu mà va và vào cái vụ đơn phương này nên tao suy thằng này dữ lắm bay. Và thế là tao đơn phương yêu nó tận 4 năm đến khi tao học ra trường. Nó thì qua biết bao nhiêu mối tình rồi mới quay về bên tao. Ngày mà nó tỏ tình tao là ngày mà tao hạnh phúc nhất trên đời này. Ai trong hoàn cảnh này sẽ biết ha. Thế là tao với nó chính thức hẹn hò nhưng nó bắt đầu công việc mới lại đi làm xa nữa chứ nên mới vừa thoát kiếp yêu đơn phương thì kiểm xa kiếp nạn yêu xa cuộc đời tàn ác với tao ghê ấy bày hai cái đó nó có khác nhau là mấy đâu yêu nhau được hơn tháng nó vẫn nhắn tin hỏi thăm quan tâm tao như bình thường nhưng mà chưa bao giờ công khai mối quan hệ này lên xã hội đã thế nó còn dặn là có gì cứ nhắn tin vì ở ký túc xá đông người nên không tiện nghe điện thoại tao yêu mà tao ngu mũi lắm nó bảo gì tao cũng nghe miễn sao nó yêu tao là được mà tao có con bạn thân con này với phong lại là chị em họ hàng nữa chứ nên có bao nhiêu chuyện vui buồn đều mang sang kể cho con này nghe hết bữa đó cái hai đứa đi uống trà sữa thì nó hỏi vu vơ tao là mày về ra mắt nhà nó rồi đó hả chuyện lớn vậy mà không thấy kể tao nghe thay cái tao thấy hơi cấn rồi đó cái tao hỏi lại ủa về nào mày nói gì vậy tao chưa về nhà nó bao giờ hết á con này nó biết là hố rồi xong nó bảo là thôi coi như nó chưa nói gì hết nhưng mà tao đâu có chịu Khửi một hồi thì nó khai ra Bữa đám dỗ và thằng Phong Mẹ tao kể là nó dẫn bạn gái về ra mắt cả dòng họ Tao tưởng là mày không chứ Trời ơi, tao như đứng hình Sốc toàn tập rồi, rồi tao điên tiết lên tao nhắn tin cho Phong thì nó im ru Khóa Zalo Facebook lại luôn Một tuần lễ 7 ngày Hắn không động tịnh Còn tao như ngồi trên đống lửa Thật sự chịu không nổi cú sốc đầu đời này luôn tao với nhỏ bạn mới lùng sục tìm kiếm thì phát hiện phong có tới hai cái facebook hai cái zalo lúc quen tao thì không khi nào mà hắn công khai trên mạng xã hội vậy mà vào facebook kia úp toàn ảnh đi chơi với con đó tao sốc thêm chập nữa nghĩ là sống không nổi rồi chứ nhưng mà sau một tuần im lặng thì nó trở về tìm tao nó năn nỉ tao quỳ xuống chân tao mà khóc bảo tha thứ và cho nó một cơ hội sửa sai khi này tao quá yêu nó đi quá mê trai đi nên là tao chấp nhận bỏ qua cho nó một lần nữa Mọi chuyện cũng yên ổn được đâu á Tầm một tháng Thì sóng gió lại ập tới Bữa đó tao đang ngồi chiêu chiêu nghe nhạc Thì có cái Aklon nhắn tin qua cho tao Nó nói Phải hoa không? Tôi có chuyện muốn nói Tao chưa kịp trả lời gì thì nó nói Tuôn ra một tràng nào là Tôi và Phong sống như vợ chồng được hơn 4 năm rồi Tự dưng cô xuất hiện khiến anh sao động Chứ thật ra anh với tôi mới là một đôi thật sự Nói xong nó gửi ảnh giường chiếu Ảnh chiếc phòng hạnh phúc của hai đứa nó sang cho tao coi vậy mà phong bảo ở ký túc xá cùng bạn hóa ra chỉ là dối trá tao mất lòng tin vào người mà tao dốc lòng yêu hết mình quá tụi bay khốn nạn thiệt đến đây thì tao cạn lời cạn vốn với nó rồi biết bao nhiêu lòng tin sự tha thứ cho cho đi nhưng đổi lại chỉ nhận toàn cay đắng sau hôm đấy nó lại về quỳ gối xin lỗi tao và phân trần anh đang thoát khỏi cô ta bọn anh qua lại chỉ vì nhu cầu thôi em ạ à. chứ anh chỉ yêu mỗi em mà thôi chỉ vì nhu cầu mà tận 4 năm rồi chưa dứt được đã thế còn đưa về ra mắt gia đình tới khúc này tao tỉnh ngộ rồi không có còn u mê vào mối tình đơn phương này nữa tao đau đớn nhưng mà không bao giờ tao gục ngã yêu đã yêu xong lừa dối cũng được tha thứ thì hỏi coi còn gì mà tiếc nuối nữa tao sẽ trả nó về đúng vị trí mà nó đã chọn còn tao tao thà tao độc thân chứ tao không thể nào mà sống cảnh dối trá này được tao hy vọng là qua câu chuyện này sẽ giúp cho tụi mày có cái nhìn mãn nhãn hơn vào tình yêu và đừng có ngu muội như tao nha thân ái và quý thắng. Mày là sướng nhất đó Tuấn, chắc phải là tu ba đời bảy kiếp mới lấy được cái tâm. Có vợ mà cứ như trai độc thân, ăn chơi bếp nhà, vợ vẫn nâng như trứng. Cho xin bí kiếp chọn vợ đi, nghe thằng bạn khen mà mát hết ruột. Bình thường khờ khạo mà khen câu nào đúng câu đó, không chỉ mỗi cậu bạn đó đâu. Mà tất cả những ai quen biết tôi và gặp qua tâm đều bảo là số tôi sướng khi có một cô vợ chẳng những xinh đẹp mà còn chiều chồng hết mực. Câu nhận xét ấy cũng không sai, bởi lẽ đâu có nhiều bà vợ cho chồng cái quyền được sống tự do, thoải mái như vợ tôi đâu. Kể từ ngày lấy nhau đến giờ, Tâm chưa bao giờ mà cấm đoán tôi đi chơi nhậu nhẹt với bạn bè. Thời gian đầu mới cưới thì tôi vẫn còn để ý sắc mặt vợ, sợ Tâm giận dỗi, mà lâu dần kể cả tôi có về nhà trong tình trạng say mềm thì Tâm cũng không một lời cằn nhằn, vô cùng dễ tính. Vậy là đồng vợ đồng chồng thì mình cứ tới bến thôi từ trong thâm tâm tôi thú thật ngày bắt đầu cuộc hôn nhân này tôi không hề yên tâm và cũng không hề yêu tâm và cũng không muốn cưới em làm vợ tôi và em thành đôi công lớn nhất là phải kể đến bàn tay mai mối của mẹ tôi không muốn trở thành người con bất hiếu không muốn mẹ phải buồn tôi chấp nhận chia tay mối tình sâu nặng để ra sức tán tỉnh chinh phục tâm tâm là tiểu thư con nhà giàu có điều kiện nhưng em sống rất hiền lành giản dị tính cách nhã nhặn ai gặp cũng mến chính điều đó đã giúp tâm ghi điểm trong mắt mẹ tôi ban đầu thì tôi còn chia rõ khoảng cách và tỏ ra lạnh nhạt với em vì tổn thương với mối tình chính ép này Thế nhưng mà cùng với thời gian tiếp xúc với tâm lâu, được em chăm sóc, mưa dầm thấm lâu, tôi dần nảy sinh tình cảm yêu mến với em. Tính chất công việc hay phải đi tiếp khách nên tôi không có thời gian ở cùng em nhiều để mà vun vén tình cảm. Hầu hết thời gian của tôi là ở công ty hoặc là trên bàn nhậu. Chồng thường xuyên ra ngoài rượu bia nhưng mà may sao tâm lại là mẫu phụ nữ hiểu chuyện nên tôi an tâm vô cùng. Em tốt với tôi là thế mà tôi lại trót lỡ mang tội với em. Thời gian gần đây tôi có gặp lại tình cũ là một sự trùng hợp thôi. Cô gái mà tôi từng sống chết thề yêu vẫn chưa lấy chồng nên đôi bên có chút lỡ bị cuốn vào nhau. Nhưng mà giờ phút xa ngã, lòng tôi đột ngột nhắc nhở là đã có một cô vợ hiện ở nhà chờ đợi nên kịp thời thức tỉnh, vừa vặn để không làm gì có lỗi hơn với vợ. Mỗi lần trở về nhà, thấy sự dịu dàng của vợ, tôi lại ấy nấy với việc mình đã yếu lòng trước người cũ trước đây tôi lạnh nhạt với em vì duyên phận đến đột ngột và còn nhớ nhung người cũ nhưng đến giờ thì thật sự tôi tự thấy mình hạnh phúc khi được làm chồng tâm nhiều đêm nằm ôm em tôi tự hứa sẽ bù đắp cho em sau khoảng thời gian tôi lơ là gia đình gần đây gia đình tôi đón nhận một tin vui mới tôi và tâm chào đón con trai đầu lòng thằng bé trắng trẻo bụ bẩm càng ngắm càng thấy giống tôi mẹ tôi cuối đời được bế cháu nội thì cũng mừng đến phát khóc đòi sang tên ngay căn nhà trên phố cho cháu tôi gọi con ở nhà là Thốc thóc là đích nhôm của gia đình xin được cậu con trai tôi lại càng trân quý tâm hơn thằng bạn tôi nói đúng phút mấy đời tôi mới lấy được tâm thế mà ngày mới cưới tôi còn lạnh nhạt với em Đúng là tệ hết chỗ nói Hôm nay đầy tháng con trai tôi Tôi đặt nguyên một nhà hàng 4 sao Mời tất cả bạn bè đến dự Những tưởng từ đây cuộc sống gia đình của tôi Sẽ hoàn toàn êm đẹp, viên mãn Thì sóng gió chợt kéo đến Người vợ ngoan hiền, nhu mì biết điều mà tôi tự hào Hôm nay không biết ăn nhầm phải thứ gì Mà nỗi khùng nổi điên Khiến tôi vừa sốc vừa mất mặt Sau màn cắt bánh chúc mừng Tâm đột ngột đi đến bàn rượu Cầm ly vang trên tay Em uống một hơi hết sạch em cười lớn khiến mọi người ngỡ ngàng nhưng bật ngửa hơn em rút từ túi ra tờ đơn ly hôn đặt thẳng xuống bàn em ngang nhiên tuyên bố tiệc vui đến mấy cũng tàn dừng lại thôi tôi bực lắm hỏi em lý do vì sao phá vỡ ngày vui của con thì tâm bình thản anh có biết anh đã làm khổ tôi đến thế nào không tại sao không yêu tôi nhưng anh lại phải quyết tâm cưới bằng được chỉ để làm vừa lòng mẹ anh tôi đâu phải là món đồ để mẹ con các người thoải mái lựa chọn, cân đo đông đếm. Lúc theo đuổi tôi, anh thể hiện si mê tôi lắm. Những lời anh nói đã khiến tôi tin là thật nên mới đồng ý cưới. Vậy mà ngay trong cái đêm tân hôn, cả đêm đó anh gọi tên người yêu cũ của anh. Anh kể lễ tâm sự, anh khóc lóc nói rằng lấy tôi là cái nghiệp. Anh thấy ghê sợ là nghĩa vụ anh trả nợ cho bố mẹ chứ chẳng yêu thương gì. Anh có biết, tôi đã rơi xuống vực thẳm khi nghe những lời nói và rồi ngay cả sau khi cưới ba năm qua anh nát rượu rồi mập mờ với ai anh tự hiểu tôi tự đến cái lúc anh toàn tâm toàn ý cho gia đình này anh thấy yêu thương mẹ con tôi thật lòng thì tôi mới ra đi để anh phải nếm mùi đau đớn thì ra tâm đã ấp ủ dự định này lâu tới vậy chỉ chờ tôi thành tâm thành ý với em rồi đá bay tôi khỏi đời ngoài lời xin lỗi ra tôi chẳng biết nói gì với em cả anh không biết mình đã làm sai nhiều đến vậy anh thật lòng xin lỗi em nhưng nếu em nhất quyết ly hôn hãy để thằng bé ở lại đúng là có tin sốc nhất sẽ có tin sốc hơn cười vào mặt tôi chán chê tâm tuyên bố nó không phải là con anh đây là sự trả thù khiến tôi hả lòng hả dạ nhất nói rồi tâm bế cu thóc ra khỏi nhà hàng bà kệ sau lưng tôi ngơ ngác chưa hiểu được gì thì mẹ tôi đã ngất liệm đi vì quá sốc trong vòng một ngày tôi mất cả vợ cả con tôi như hóa điên mặt cho bạn bè họ hàng động viên hết lời tôi biết từ đầu là tôi sai tôi không trân trọng tâm cũng như cuộc hôn nhân này nhưng tôi đã ân hận đã cố gắng sửa sai rồi sao tâm không nhìn vào thực tại nhìn vào những gì tôi cố gắng mà khoan dung thêm một lần nữa cứ phải ép nhau vào con đường cùng em mới thỏa mãn hay sao lòng dạ đàn bà đúng là đáng sợ hơn tôi tưởng Mọi người có từng trải nghiệm yêu đương với thằng bạn cùng phòng chí cốt của mình bao giờ chưa? Trời đó coi chứ tôi nè, đang thanh niên trai tráng ngon lành, tự nhiên công ngang, không hiểu kiểu gì luôn. Tôi tên Sơn nha, sinh viên đại học năm 3. Tôi có thằng bạn chung phòng, học chung ngành IT, chơi với nhau ngót ngát được cả 3 năm rồi đó. Nó tên Hùng, cũng thuộc dạng là mặt mũi sáng sủa, đẹp trai, thân hình cũng cao to giảm dở. Cho nên được cái đi học tao nắm em gái chụp hình lén rồi xin in miết luôn. Mà thằng ấy nó ế bằng thực lực luôn á trời. Mấy em gái trắng trẻo xinh đẹp nhắn tin thả thính nó hoài mà nó có quan tâm đâu đó tối ngày toàn chơi game với ngủ <laughs> hỏi tới thì nó nói chứ ừ ờ, bạn viết code muốn chết à thời gian đâu mà yêu đương mày ơi mất công quen làm tổn thương gái nhà người ta Trời 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 trời, nghe mắt ói ghê cha nội ơi, bộ bị bóng hay gì mà gái đẹp như vậy cưa còn không chịu, chứ tôi mà có khuôn mặt đẹp như vậy là tôi đi tán gái liền á mọi người. Mà thôi, đó là nhu cầu của nó, biết làm sao được đúng không? Chiều chiều ở nhà bọn ta chở nhau đi chơi đầy đường, tôi với anh Hùng cũng hay đèo nhau đi ăn chiều rồi đó, nhìn người ta ôm nhau mắt ham luôn, còn tôi cũng ham mốt cái xuân xanh rồi có ít đâu mà cứ suốt ngày cứ dính cứng ngắc với thằng Hùng như hình với bóng, không biết khi nào mới có bồ luôn. Mà cái thằng nãy nha, làm nhiều cái khiến tôi hú hồn lắm mọi người. Đây nè, lần đó đi ăn chung ở căng tin trường, tao nói đang bưng khay cơm lại chỗ ngồi, thì dây dày tôi bị tụ, buộc miệng tôi nói chứ, đậu xanh tụt chứ vậy rồi. Định đi tới chỗ ngồi, rồi hả buộc luôn, tự nhiên Hùng nó cúi xuống buộc dây dày cho tôi. Quỳnh thân nó, tôi đứng hình luôn mấy ba, ê, 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 mày làm gì vậy, để, để, để tao buộc cho, nó không thèm quan tâm tới tôi luôn cứ vậy bình tĩnh buộc chó xong lúc này mọi người trong nhà ăn á đều đổ dồn mắt về phía tụi tôi thề nha ngại không biết giấu cái mặt đi đâu luôn á trời lúc sau tôi trách nó chứ ê nãy mày buộc cho dạy cho tao còn chi vậy biết bao nhiêu người nhìn không nó thì thẹn nhiên không chút xấu hổ luôn ủa nhìn thì nhìn tại tao thấy dây dài mày tuột sợ mày đi vấp té không còn miếng cơm mà ăn thế bạn mày tốt vậy còn đậu gì nữa tốt con khỉ á làm ngại muốn độn thổ rồi mày Mấy tháng sau chứ tôi đi thực tập Có quen được một bạn nữ xinh xắn lắm Hai tụi tôi tụ chỉ mới làm quen rồi tìm hiểu nhau sơ sơ thôi à Về khoe với anh Hùng sắp có bồ Ê mày thấy hoàng sao Xin vải trưởng đúng không Có biết kiếp gì không Chỉ thấu cua người ta coi Tự nhiên cái Hùng nó cọc ngang mọi người đó Xong nha đang cơm nó bỏ đi một mạch vô phòng luôn Còn đóng cửa dằn mặt tôi nữa Ủa, đó giờ nó có tức giận với tôi bao giờ đâu ta Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra luôn Ai ghẹo gì nó đâu trời Lúc đó tôi nghĩ không lẽ nó ghen tị vì tôi sắp có bộ trước nó hả trời Thỉnh thoảng nha, tụi tôi ở chung á cũng hay cãi nhau mấy chuyện vặt vảnh đó mọi người Thế vậy chứ ngủ đủ giấc á, sáng hôm sau là quên trơn kìa. À. Lại đều nhau đi học như bình thường vậy đó mà tự nhiên cái nha đợt đó mọi người đã tâm sự với tôi chứ ừ, Chuyện là tao thích anh chị mà chị đó hơn tao 9 tuổi lận Ba mẹ tao mà biết á chắc chắn là không chịu luôn Trời ơi, gu mày mặn dữ vậy ba Rồi giờ tính làm sao Hùng nấp úng chứ Mày 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 đóng giả người yêu tao gì ra mắt ba mẹ tao đi Tao trả mày 5 triệu Trời đất ơi, tôi nghe xong hú hồn luôn mà nghe Hùng giải thích như vậy nè Thì giờ mẹ tao thấy tao yêu con trai Chắc chắn là không chịu Không chừng đuổi tao ra khỏi nhà luôn Tới lúc đó tao có dắt bà chị bằng tuổi mẹ tao về Coi chừng mẹ tao cũng chịu luôn á Trời ơi, tao lại cái suy nghĩ của mày luôn á Hùng Mày thôi được rồi, để tao giúp cho Đó, thế là cái mặt nó trong sướng như mới được ai cho tiền luôn nha Hôm đó Hùng dắt tôi về nhà Đứng trước mặt hai bác Tôi run bần bật luôn mọi người Sợ nói xong bị hai bác cầm chổi đuổi ra khỏi nhà ông chừng luôn á Hùng mới bắt đầu nói chứ Ba, mẹ, đây là Sơn, người yêu của con 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 thích con trai Ba mẹ đồng ý cho hai tụi con yêu nhau được không Lúc đó tôi toán hết mồ hôi rồi nha Tim đập thình thịt thình thịt Chờ phản ứng ba mẹ Hùng Hai bác đứng hình lúc Nhìn tôi chầm chầm luôn Người yêu con là thằng bé này hả Trời tưởng gì thì bây yêu bây yêu đi Ông bà già này tân tiến lắm bây ơi Thời buổi nào rồi thì ba mẹ cũng thấy hoài mà Yêu đi vô Trời tôi đứng hình tiếp mọi người Kiểu không tin nổi là ba mẹ Hùng lại thoáng vậy luôn á Đột nhiên thằng Hùng đứng cạnh nắm tay tôi Cái gì vậy cha cái này đâu có trong kịch bản đâu ba Mà Hùng hớn hở nói ba mẹ chứ Vậy là ba mẹ đồng ý rồi nha Ừ xong chưa Xong thì hai đứa sẽ ra ba mẹ coi tivi coi Đứng che hết cái màn hình à Xong hùng á, nó lôi tôi ra ngoài Tôi mới càng nhận chứ Ê, rồi vợ sao ba Tự nhiên ba mẹ mày đồng ý cho tao mày yêu nhau kìa Còn chị gái kia tính làm sao Trời ơi, tống ngờ ba mẹ mày đồng ý nó Rất rẻn như luôn ba, như kỳ ấy Nó thản nhiên trả lời Chị gái nào Giờ phóng lao rồi phải theo lao luôn chứ làm sao Thì giờ á, mày tạm làm người yêu tao trước đi Chứ lỡ nó ba mẹ như vậy rồi Trời đất ơi, tôi sốc không biết nói gì luôn á trời Chưa hết sốc nha Hùng lại lôi đâu ra túi quần một cái hộp Mở ra, là chiếc nhẫn á trời 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 gì nữa vậy ba lúc này nó tủm tỉm cười ừ, uhm, tiền công của mày nè hơn 5 triệu lần á tôi bất ngờ toàn tập luôn á mọi người trời xong nha nó cầm tay tôi đeo nhẫn ngọt xớ giống như là bị thằng hùng gà vậy ta kỳ vậy vậy là số trai thẳng của tôi kết thúc từ đó rồi đó kiểu như là Ừm um, chơi nhau lâu quá có cảm tình lúc nào không hay không biết luôn á lâu lâu mọi người cũng nên kiểm tra lại giới tính của mình xíu nha chứ bình thường thì thẳng vậy thôi chứ gãy lúc nào không biết đó nha